Chiều mùng 6 tháng 8 tại thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tranh án tòa án nhân dân tối cao cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tòa án nhân dân hai cấp thành phố Cần Thơ về công tác năm 2023 từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Cần Thơ đã thụ lý hơn 9.700 vụ việc, giải quyết hơn 6.700 vụ, đạt tỷ lệ giải quyết hơn 68%. Số lượng án phải giải quyết tăng hơn cùng kỳ, nhưng với quyết tâm cao, Tòa án Nhân dân hai cấp của Cần Thơ đã đạt được những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, kết quả giải quyết cao hơn cùng kỳ, chất lượng giải quyết tiến bộ, yêu cầu tranh tụng tại các phiên tòa rút kinh nghiệm tiếp tục được nâng lên, không có án quan sai trong xét xử hình sự. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá những kết quả của Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Cần Thơ đã đạt được trong 10 tháng qua. Các vụ việc thụ lý của Tòa án hai cấp Cần Thơ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức tăng cao so với trung bình của cả nước. Về bản án hình sự, không có án quan, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đồng thời cần thơ đã tập trung chỉ đạo và đạt kết quả cao công khai bản án xét xử cũng như xét xử trực tuyến đã được quan tâm đúng mức